Theo báo cáo tại đại hội, doanh thu hợp nhất năm 2023 của Vietnam Airlines đạt 93.265 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022 gần 30% và tiệm cận mức đỉnh năm 2019. Mức lỗ hợp nhất trước thuế giảm 5.583 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2022. Cổ phiếu HVN bắt đầu tăng nóng từ cuối tháng 3 năm nay và hiện ở mức đỉnh trong vòng 5 năm qua. Với những cái nỗ lực của Vietnam Airlines tự thân cộng với cái hỗ trợ của các cổ đông của Vietnam Airlines và của chính phủ cho các hàng không ấy, thì tình hình hoạt động của Vietnam Airlines càng ngày càng được cải thiện. Và tôi có thể tự tin nói rằng là cái thời điểm khó nhất của ngành hàng không và của Vietnam Airlines đã qua, bây giờ vẫn đang rất khó nhưng mà cái khó nhất thì đã qua. Thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết, dự kiến tổng công ty vận chuyển 22,64 triệu lượt hành khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ và bằng 99% so với năm 2019. Đáng chú ý, doanh nghiệp này sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng doanh thu và thu nhập, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc quản trị và tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là đội máy bay. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 dự kiến sẽ đạt mục tiêu cân đối thu chi. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng và hợp nhất là 4.524 tỷ đồng.